Theo nghị quyết số 1248, từ ngày 1 tháng 12, tỉnh Hưng Yên sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 7 trên 10 huyện, thị xã thành phố, giai đoạn 2023-2025. Cụ thể, sau khi sắp xếp, thành phố Hưng Yên có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường và 9 xã. Huyện Tiên Lữ có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 1 thị trấn. Huyện Phù Cừ có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn. Huyện Kim Động có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và một thị trấn. Huyện Ân Thi có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và một thị trấn. Huyện Khóa Châu có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và một thị trấn. Huyện Yên Mỹ có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và một thị trấn. Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hưng Yên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, một thị xã và một thành phố, 139 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 118 xã, 13 phường và 8 thị trấn. Ngày 4 tháng 11, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Thúy Ngân thông tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh thành phố. Cụ thể, các địa phương bao gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Kiên Giang, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Yên Bái nghị quyết của Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thanh Hóa và Bà Rịa Vũng Tàu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, còn các nghị quyết khác có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2024. Theo đó, kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành, thành phố Đà Nẵng có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 quận và 2 huyện, 47 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 phường và 11 xã. Sau khi sắp xếp, quận Liên Triểu có 5 phường gồm Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam, Hòa Minh. Quận Thanh Khê có 6 phường gồm An Khê, Chính Gián, Thạc Gián, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Xuân Hà. Quận Hải Châu có 9 phường, quận Sơn Trà có 6 phường. Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành nhất trí thông qua các nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh, thành phố. Với thành phố Hải Phòng, từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành, thành phố có 15 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 8 quận, 6 huyện và 1 thành phố, 167 đơn vị hành chính cấp xã gồm 79 phường, 7 thị trấn và 81 xã. Đáng chú ý theo nghị quyết số 1232 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thành lập thành phố Thủy Nguyên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 269,1 km2 và quy mô dân số của huyện Thủy Nguyên sau điều chỉnh sau sắp xếp, thành phố Thủy Nguyên có 21 đơn vị hành chính cấp xã gồm 17 phường: An Lư, Dương Quan, Hoa Động, Hòa Bình, Hoàng Lâm, Lập Lễ, Lê Hồng Phong, Lưu Kiếm, Minh Đức, Nam Triệu Giang, Phạm Ngũ Lão, Quảng Thanh, Tam Hưng, Thiên Hương, Thủy Đường, Thủy Hà, Trần Hưng Đạo và 4 xã là Bạch Đằng, Liên Xuân, Ninh Sơn, Quang Trung. Với Thanh Hóa từ ngày nghị quyết này có hiệu lực, tỉnh có 26 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 22 huyện, 2 thị xã và 2 thành phố, 547 đơn vị hành chính cấp xã gồm 452 xã, 63 phường và 32 thị trấn. Còn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sau sắp xếp có 7 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 4 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố, 74 đơn vị hành chính cấp xã gồm 42 xã, 28 phường và 7 thị trấn thành lập huyện long đất trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên quy mô dân số của huyện long điền và huyện đất đỏ Kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2024, tỉnh Lâm Đồng có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 8 huyện và 2 thành phố, 137 đơn vị hành chính cấp xã gồm 106 xã, 18 phường và 13 thị trấn. Theo nghị quyết, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên quy mô dân số của huyện Cát Tiên và huyện Đạ Tảnh vào huyện Đạ Hoai. Tỉnh Quảng Nam có 17 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 14 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố, 233 đơn vị hành chính cấp xã gồm 190 xã, 29 phường và 14 thị trấn, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên quy mô dân số của huyện Nông Sơn vào huyện Quế Sơn. Theo nghị quyết, Lâm Đồng sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên quy mô dân số của huyện Cát Tiên và huyện Đạ Tảnh vào huyện Đạo Hoai. Trước đó, tại cuộc họp cho ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh thành phố, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thanh Trà cho biết, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban dân 21 tỉnh thành phố và của Bộ Nội vụ, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp thành lập đối với 18 đơn vị hành chính cấp huyện và 487 đơn vị hành chính cấp xã để hình thành 12 đơn vị hành chính cấp huyện và 254 đơn vị hành chính cấp xã mới của 21 tỉnh thành phố trên. Sau sắp xếp giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 233 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 5 tỉnh thành phố là Long An, Quảng Nam, Thanh Hóa, Kiên Giang, Hải Phòng đề nghị không thực hiện sắp xếp 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 17 tỉnh thành phố còn lại đề nghị không thực hiện sắp xếp 221 đơn vị hành chính cấp xã. Về tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp thành lập, có 10 trên 12 đơn vị hành chính cấp huyện mới hình thành sau sắp xếp đều đạt cả hai tiêu chuẩn, 2 trên 12 chưa đạt tiêu chuẩn diện tích tự nhiên có 92 trên 254 đơn vị hành chính cấp xã đạt cả hai tiêu chuẩn, 162 trên 254 đơn vị chưa đạt một trong hai tiêu chuẩn, trong đó có một đơn vị chưa đạt cả hai tiêu chuẩn. Theo kế hoạch sẽ có 525 người dôi dư ở cấp huyện, 5.917 người dôi dư cấp xã. Ủy ban dân 21 tỉnh thành phố đã xây dựng phương án chi tiết để bố trí sắp xếp và giải quyết đối với số cán bộ công chức viên chức cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Rơi Dư theo đúng quy định sẽ có 63 trụ sở cấp huyện Dô Dư, 387 trụ sở cấp xã Dô Dư. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua phương án sắp xếp với 3 đơn vị hành chính cấp huyện và 104 đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp mà vẫn chưa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên quy mô dân số nhưng do có yếu tố đặc thù nên không thể tiếp tục sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề. Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, đến nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua 37 nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 37 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2023-2025, chưa bao gồm việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành về nguyên tắc nhưng chưa ban hành nghị quyết qua đó đã thực hiện sắp xếp với 25 đơn vị hành chính cấp huyện, 756 đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2023-2025, giảm được 7 đơn vị hành chính cấp huyện, 373 đơn vị hành chính cấp xã.